Thầy đã sống và giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam hơn 15 năm qua. Học với thầy, thầy sẽ đảm bảo cho bạn. Một là bạn sẽ từ không biết gì đến nói được tiếng Anh trong vòng 6 tháng. Hai là từ không biết gì đến nói tiếng Anh lưu loát chỉ trong vòng 10 tháng. Ba là nếu mà bạn biết nói tiếng Anh một chút chút thì bạn có thể lên từ trình độ mới bắt đầu đến nói được tiếng Anh. Hoặc là từ biết nói tiếng Anh đến nói tiếng Anh lưu loát chỉ trong vòng 4 tháng thôi. Ngoài những điều này, lớp của thầy còn có gì đặc biệt? Thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, hãy đến học với thầy để có một trường học thật vui, ấm áp, cùng đi ăn lẩu rồi đi quẩy với các bạn Tây bản địa của thầy. Từ đó, các bạn sẽ học được cách giao tiếp thật là tự tin và tự nhiên trong tiếng Anh, kết thêm nhiều bạn mới và hiểu được văn hóa phương Tây trong khi đang đi chơi. Vừa chơi vừa học chứ. Thôi, nói tóm lại là các bạn còn chờ gì nữa? Nhớ này, với thầy, tiếng Anh trở thành sở thích. Hãy nhắn tin cho thầy ngay hay là nhấn đăng ký. See you.